Vâng, Xe và Đam Mê ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang tới cho các bác một sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Một chiếc xe đa dụng 7 chỗ phiên bản số tự động được sản xuất là năm 2019. Có thể nói những sản phẩm của Toyota thực sự luôn mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng về cái khả năng vận hành êm ái bền bỉ. Và quan trọng nhất là tiết kiệm nhiên liệu cũng như chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện rẻ so với những đối thủ cùng phân khúc. Vậy thì ngày hôm nay với một chiếc xe mà tất cả tình trạng xe đều được Xe và Đam Mê cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, và các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Vậy thì chất lượng chi tiết chiếc xe ra sao thì ngay bây giờ xin mời các anh chị hãy cùng em khám phá nội thất bên trong của chiếc xe này trước để xem tình trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, đúng không ạ? Đầu tiên thì các anh chị thể thấy là ngay trên khu vực bảng tắp bi cánh cửa thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái chất lượng của chiếc xe này với các chi tiết. Họ sử dụng là nhựa màu kem thêu chỉ tạo điểm nhấn giả da, được chưa? Xe được trang bị một kính auto, tay nắm cửa mạ chrome, vâng, và có gập gương tự động các chị nhá, có gập gương tự động này. Chiếc xe này thì hướng tới đối tượng khách hàng gia đình. Đấy, vâng, và chúng ta có một chiếc xe 7 chỗ nhưng với một cái mức giá tiền thực sự là vô cùng hợp lý phải chăng? Đó, vâng, và quan trọng nhất vẫn là đi lành và tiết kiệm nhiên liệu. Vô lăng 3 chấu, đấy, tích hợp một vài những phím chức năng cơ bản. Chúng ta có tắt âm này, đấy, đèn auto rồi nhá, có đèn auto. Vâng, cửa gió điều hòa thì đây, các chi tiết này cũng là nhựa này nhưng họ là màu kem. Đấy, kết băng điện tử chống trơn chống trượt. Vâng, và độ zin nguyên bản các bác nhìn cho em từng đốc này. Nó vẫn còn ánh 7 màu luôn nhá. Đó, được chưa ạ? Và rất ok đúng không các bác? Và đây tiếp tục thì các anh chị có thể thấy là chân thì đã được chủ nhân cũ người ta bọc da rồi. Đấy, giúp tăng khả năng cũng như là khả năng cách âm cũng như cách nhiệt cho phần trần xe nhá. Đấy, nhất là trong cái điều kiện chúng ta đi trời nắng nóng chẳng hạn thì trần bọc da nó sẽ đảm bảo là cách nhiệt tốt hơn cho nội thất bên trong xe nó không bị nóng, đúng không ạ? Và tiếp tục thì đây. Đấy, các bác có thể nhìn cho em từng nốc này, không một vết vặn nhá. Đấy, từ cái móc khóa này, con này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và năm sản xuất là năm 2019. Đó. Và chiếc xe này của em thì được trang bị số động động cơ máy là 1.5. Vâng, có màn hình rồi. Đấy, và thử và có đề nổ start stop nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, nổ cái máy cái. Đó, vâng, và mức công tơ hiện tại chuẩn của nó là 6.3 nhá. Con này chạy chuẩn 6.3. Đấy, và màn hình của Toyota này. Đấy, và có tích hợp cam lùi và rất là rõ nét. Đó, vâng, khá là ok với một chiếc xe với một cái mức giá tiền cực kỳ hợp lý. Hệ thống điều hòa của xe thì đây các chị nhìn này. Đấy, và nó còn rất là mới, xe lăn bánh chuẩn 6.3. Con này thì các bác có thể là đem đi check hãng thoải mái nhá. Vâng, các bác thấy này, chủ nhân cũ còn chưa kịp bóc hết ni lông bên trong xe ra này. Đấy, cổng cắm sạc 12V. Đấy, tablo tapi cực kỳ sạch đẹp và xe được trang bị lên tới 4 túi khí, được chưa ạ? Đó, 4 túi khí nhá. Đấy, vâng, phía bên hông trên kia là chúng ta có thấy là có xuất hiện túi khí rồi. Và nội thất thì nguyên bản của dòng này là ghế nỉ thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho chúng ta nội thất ghế da hai tông màu với màu đen và màu kem. Đó, và nó còn khá chất lượng. Đây các bác nhìn đẹp này. Đó, và đây. Đấy, cần số nhá. Đó, chìa khóa thông minh để nổ start stop, cần số này. Rất ok, máy thì nổ êm ru. Vâng, phải nói là máy đang nổ nhưng mà chúng ta cảm giác rất êm ái. Vâng, điều hòa thì mát lạnh luôn. Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục cùng em đi về hàng ghế thứ hai của xe này xem tình trạng của nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Thì các bác có thấy là hàng ghế sau của xe này thực sự khá là rộng rãi, đúng không ạ? Khá là rộng rãi, đủ chỗ cho các anh chị ta có thể ngồi 3 người. Đấy, các anh chị có thể ngồi được 3 người lớn thoải mái nhá. Và chất lượng ghế da thì các anh chị thấy này. Đấy, cũng còn rất là tuyệt vời. Đó. Vâng, ok chưa ạ? Và đây. Đấy, nếu mà các anh chị trong trường hợp chúng ta đấy, vâng, muốn đi vào hàng ghế thứ ba, các bác sẽ có một cái không gian để bước vào hàng ghế thứ ba, rất là ok. Vâng, và các anh chị có thể thấy là trong cái trường hợp mà chúng ta đây. Đấy, các bác có thể gập cái hàng ghế này lên. Đấy, thì chúng ta sẽ có hàng ghế sau đủ chỗ rộng rãi cho hai người lớn ngồi nhá. Và các bác có thể thấy là cái khoảng sáng của trên phần nóc xe này nó đủ rộng cho kể cả người lớn ngồi chứ không phải là trẻ con. Và các chị thể thấy là một cái nữa là khoảng để chân dưới hàng ghế thì cũng vừa đủ thôi, vì đây là dạng xe 5+2, đúng không ạ? 5+2 đó, và rất chất lượng đúng không các bác? Đấy, khoảng để chân dưới hàng ghế thứ hai thì chúng ta thấy là cực kỳ thoải mái. Và bản tắp bi cánh cửa các chị nhìn cho em này. Đấy, hàng ghế sau nhé, con này thì nguyên zin nguyên bản, cam kết với các bác không mất 1 cm keo chỉ nào. Vâng, không mất 1 cm keo chỉ nào. Đó, để các anh chị ta thể thấy được độ đẹp của nó. Và tiếp tục thì chúng ta có thể mở cái cốp này ra. Đấy, đây thì em mở cốp ra luôn cho các anh chị này. Đấy, thì các anh chị thấy là nếu mà trong cái trường hợp mà các bác chúng ta không đi tới hàng ghế thứ ba thì các anh chị ta sẽ có một khoang cốp khá là rộng. Còn nếu chúng ta đi với hàng ghế thứ ba thì phía đằng sau này còn lại có thể là để khoảng độ 2 cái vali to. Được chưa ạ? 2 cái vali. Đấy, và độ zin nguyên bản các bác thể thấy đây, từng con ốc này.
Đấy, từng con ốc nhá, vẫn nguyên zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị từ A đến Z. Đó, và cái chi tiết nhựa các bác nhìn này, còn rất là mới. Đấy, xe người ta đi giữ gìn, con này nó không qua dịch vụ và xe chuẩn gia đình nên là cái nội thất bên trong các bác có thể thấy là nó còn rất là mới. Chúng ta có đèn cốp này. Phía sau này chúng ta có cả cổng cắm sạc 12V nhá. Đó, và rất ok luôn các bác. Vâng, và các bác có thể thấy là từ cái móc khóa của nó này vẫn ánh 7 màu luôn, sáng choang. Đó. Vâng, vậy thì trước mặt các bác ngày hôm nay xe và đam mê sẽ mang tới cho các bác là một chiếc xe đa dụng 7 chỗ đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Một chiếc Toyota Rush phiên bản S, số tự động, động cơ máy 1.5, sản xuất năm 2019. Đấy, xe thì các bác cũng đã vừa khám phá cái nội thất bên trong rồi, lăn bánh chuẩn 6.3. Đấy, tất cả tình trạng xe nguyên zin nguyên bản. Đấy, phần đèn hậu phía sau thì các anh chị để thấy là nó được sử dụng kết hợp giữa những giải đèn LED này. Đấy, và bóng đèn halogen. Đấy, đuôi gió cỡ lớn tích hợp đèn phanh trên cao và có gạt mưa cho kính phía sau và có cảm biến cảnh báo va chạm các chị nhá. Thì đây là một trong những cái đối thủ khá đáng gờm của chiếc Xpander. Đấy, nhưng mà nếu các anh chị chúng ta thích cái sự bền bỉ, lành tính thì Toyota vẫn là một cái thương hiệu mà được nhiều người gửi gắm niềm tin, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể tham khảo sang chiếc Rush này. Đó, và một mẫu xe cũng được nhập khẩu từ Indonesia. Phần đèn hậu phía sau thì các bác có thể thấy họ thiết kế khá là cách điệu, đúng không ạ? Với những cái đường gồ gờ ra. Đấy, tạo cái điểm nhấn. Đấy, xe được trang bị la răng phay xoáy, hai phanh đĩa trước và hai phanh đang chống phía sau các chị nhá. Đấy, và con này thì vừa hết một đời lốp. Vâng, và chủ nhân cũ thì vừa mới thay cho các bác cả dàn lốp mới tinh. Đấy, cả dàn lốp mới tinh các bạn. Đây, la răng 17 inch. Đó, vừa thay cho chị dàn lốp mới các chị nhá. Tay nắm cửa mạ chrome này. Đấy, viền chân kính đẹp chrome và có vẻ che mưa rồi. Và chúng ta có thể ngắm chọn cái ngoại thất của chiếc Rush 2019 mà xe và đam mê đang có mặt tại đây. Đấy, với công nghệ đua VVT-i máy 1.5. Và đây là một chiếc xe cũng mang tới cho chúng ta khả năng vận hành rất là tiết kiệm nhiên liệu. Phần đầu xe thì các anh chị có thể thấy là thiết kế trẻ trung năng động hiện đại, đúng không ạ? Với những cái đường gân tập nổi trên lắp capo và hệ thống đèn pha thì nó được tích hợp là đèn LED này, các anh chị này. Đấy, con này phiên bản này được trang bị là full LED nhá. Vâng, chỉ có mỗi đèn xi nhan đèn halogen thôi và đèn gầm là đèn halogen. Nhưng các bác có thể thấy là 2019 nhưng mà đây chất lượng của nó này. Máy nổ và chúng ta đứng bên cạnh gần như là cảm thấy nó êm thin thít luôn các bạn. Vâng, êm thin thít luôn. Đó, phần đầu xe với các cái chi tiết mặt ca lăng sơn đen tạo cái điểm nhấn khá là thể thao. Vâng, phải nói đây là một trong những chiếc xe thực sự là có thiết kế rất thể thao của thương hiệu Toyota Nhật Bản các bạn. Đấy, các anh chị nhìn này, trong suốt như pha lê nhá. Các bạn nhìn cho em những đường mép của nó này, đều thẳng tăm tắp. Đó, vâng, con này thì các anh chị có thể là đem đi check hãng thoải mái giúp em nhá. Đây, các bạn nhìn này, lốp lap này, gai rất là dày. Đấy, lốp thì cả dàn lốp mới nhá. Vâng, chủ nhân cũ người ta vừa thay cho các anh chị xong. Vâng, chúng ta cũng có xi nhan tiếp trên gương. Được chưa? Vâng, vậy thì ngoại thất và nội thất chiếc xe các bác đã có thể đánh giá rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì em mời các anh chị ta cùng tiếp tục mở lắp capo và chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ của xe này, xem tình trạng của nó ra sao sau quá trình sử dụng được không ạ? Vâng, vậy thì xin mời các anh chị ta có thể kiểm tra tới khoang động cơ cỗ máy 1.5 đến từ chiếc Toyota Rush và em đang để nổ máy. Nhưng các bác có thể thấy là máy nổ rất êm và với công nghệ đua VVT-i thì con này có thể nói là mang lại chúng ta cái khả năng vận hành rất tiết kiệm nhiên liệu. Và máy thì zin nhá, các bác nhìn này, zin được răng cằn cò luôn nhá. Đây, và máy đang nổ, các bác thấy từng ốc này vẫn còn ánh 7 màu. Đấy, xe nó chạy chuẩn 6.3 thì các bác thấy là nó vẫn còn đẹp long lanh đây, từ con ốc đầu răng các bác nhìn với em này. Đấy, cabo không biết vặn luôn. Nói chung là con này thì các bác có thể là đem đi check hãng thoải mái và bao giờ cảm thấy chán thì thôi. Đấy, và được chưa? Đây, tất cả tình trạng máy số là nguyên zin nguyên bản. Động cơ nổ rất êm. Đó. Rất ok luôn ở chất lượng các chị nhá. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và mức giá ngày hôm nay mà showroom xe Dami đang chào bán cho em nó là 520 triệu đồng và còn thể thương lượng được. Quý anh chị là chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác có thể trực tiếp nhấc máy và alo cho hotline của bên em gặp bác Phúc là 0935 32 333, hoặc đến với showroom xe Dami ở địa chỉ số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cũng như là cảm nhận chất lượng chiếc xe này đúng không ạ? Vậy thì một lần nữa cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Quý anh chị là thực sự quan tâm thì chúng ta hãy nán lại và kiểm tra tới phần gầm để xem tình trạng của xe ra sao sau quá trình sử dụng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng em chuyển xuống phần gầm của chiếc Rush này các chị nhé. Một chiếc xe qua sử dụng thì phần gầm là phần quan trọng nhất, nhưng các bác không bao giờ xem được bởi vì họ không bao giờ cho các bác biết các bác ạ. Một chiếc xe chất lượng thì chúng ta chỉ cần xem cái phần gầm thôi. Đây ví dụ như là đây là cái phần đầu này, tầm thấp này thì từ cái cao su chắn gầm này, nó còn nguyên zin nguyên bản, không bị chảy xước này. Có nghĩa là nó chưa bao giờ bị quẹt vào đâu cả. Cái thứ hai là máy móc này các bác này,
không bị nhớm dầu, không bị bổ, không sợ bị ngập nước, thì từ con ốc này, các bác nhìn này, từ cái dòng keo này, đấy, thì ta mới zin như thế này, từ cái ống nước này, đấy, thương lái này, đấy, đây, tất cả chi tiết của xe đây, những cái rằng, cảng đỡ máy này, nó mới chuẩn chỉ nhá, đấy, chuẩn chỉ như thế này, cái đầu chassis này các bác này, đầu chassis này, những cái rằng đầu này. Đấy, các bác xem như thế này thì nó sẽ tránh được tất cả những cái gì đó là xe đâm sộ khi chúng ta nhìn thì như thế nào. Đấy, tránh được cái tai nạn, tránh được cái xe máy bổ nhớm dầu ngập nước thủy kích bị bổ máy. Đấy, đúng không ạ? Và cái chất lượng xe các bác nhìn cái máy này nó mới thế này đúng không ạ? Máy số này. Đấy, vàng ươm luôn thì nó mới chuẩn được các bác ạ. Các bác mua cái xe nó mới yên tâm được, nhưng không có một cái kênh thương hiệu nào ngoài cái quay cho các bác như này. Khẳng định chúng tôi làm xe chất, bán hàng có cam kết bao chét chính hãng. Thì các bác chỉ cần xem như này tôi không cần chất test ở đâu nữa. Các bác nhé, tôi quay như này thì không cần chất test ở đâu nữa. Các bác đã định hình được đây là một chiếc xe chuẩn men rồi, không sợ vùng đông muối, không sợ mục mọt. Han. Đấy. Xanh nẹt hết các bác này. Nó chuẩn men luôn, những cái bao lê này phẳng căng luôn nhé, không bao giờ sợ bị nó va chạm từ bên cạnh hoặc sập gầm này. Đấy, chúng ta cần xem hai bao lê không một vết gợn như này thì nó yên tâm, nó là tuyệt đối rồi. Nếu tôi quay như thế này mà bác nào chưa định hình được một xe chất lượng thì đúng là cũng chịu ạ rồi ạ. Những cái bô này các bác nhìn này, nó sáng như mới, có nghĩa là bô xe vận hành sẽ ít hơn. Đó, không sinh nhiệt. Cầu sau này nó là cầu đẩy nhé, thì nó sẽ khỏe hơn là cầu kéo các bác, cầu trước. Đó, lốp dự phòng đây ạ. Đó, treo dưới và những đầu chassis phía sau đây các bác xem này. Thì này thì làm sao mà sợ còn va chạm hay không nữa. Đây là ô tôn sau này. Đúng không ạ? Đây này. Đấy, như thế này thì các bác đã định hình đây là một chiếc xe nó hoàn hảo với chất lượng rồi. Đấy, nên chúng ta hết sức để yên tâm khi sở hữu những mẫu xe tại xe đam mê đã bán ra. Đây từ con ốc này còn 7 màu luôn các bác nhé, zin hết. Thì đó là lý do mà tôi quay gầm để khẳng định cho anh chị xe chất lượng, cùng tiền nào của ấy thôi anh chị nhé. Và thank you tất cả mọi người.